Khi nhìn vào đồ vật mà tôi đang cầm trên tay đây, chắc hẳn là quý vị sẽ nghĩ đây là một chiếc còng tay số 8 phải không ạ? Nhưng không, nó là một chiếc khóa chống trộm dành cho xe máy. Và với chiếc khóa này thì tôi có thể dễ dàng thao tác khóa chiếc xe máy của mình mà không phải ngồi hay là cúi xuống như cách mà chúng ta vẫn thường làm với những chiếc khóa truyền thống. Chiếc khóa xe máy này được chế tạo với mục đích khóa chặt tay phanh và tay ga, nên dù kẻ trộm có cắt dây phanh, xe cũng không thể chạy vì tay ga đã bị chặn. Dễ thao tác và nặng có 300 gram, nên dù mới đưa ra thị trường vào tháng 3 năm 2021, mẫu khóa này đã tiêu thụ được 2.000 chiếc, chủ yếu bán trên Internet và sàn giao dịch thương mại Shopee, Lazada. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam bởi một người Mỹ rất am hiểu thói quen di chuyển và nhu cầu của người Việt. Sản phẩm này rất phù hợp với phụ nữ khi họ mặc váy chẳng hạn, mà phải ngồi xuống khóa bánh xe, rất bất tiện. Và chỉ mất có vài giây để mở và đóng khóa thôi. Chiếc khóa này dùng cho cả xe máy và xe đạp điện. Đó thực sự là một sản phẩm dành cho Việt Nam. Tôi thích nhất ở chiếc khóa này, thứ nhất là về thiết kế rất là đẹp mắt. Về cái chất liệu mà được để làm khóa thì là những cái chất liệu cao cấp. Ví dụ như là được thép mạ chrome hoặc là thép không gỉ. Và đặc điểm thứ hai của nó được sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam. Chiếc khóa xe máy này được gọi là chiếc khóa xanh vì toàn bộ nguyên vật liệu từ miếng lót cao su đến kim loại chính của sản phẩm đều có thể tái chế. Các công đoạn sản xuất từ cắt laser, ngâm trong mạ niken đến lắp ráp đều không có bất kỳ chất thải nào. Robert đã mất 3 năm để nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Robert cũng khá là kỹ tính trong cái công việc là chọn nguyên liệu đầu vào, kể từ những cái khóa cũng đều phải là an toàn rất là cao. Xong rồi là những cái kết nối của cái sản phẩm thì cũng rất là chắc chắn. Và Robert luôn hướng tới cái việc là dùng tất cả những nguyên liệu có thể tái sử dụng được. Tôi đã đến nhiều nước rồi và đầu tư ở Việt Nam là thuận lợi nhất. Với sản phẩm này của tôi thì cũng không đòi hỏi phải có văn phòng trưng bày sản phẩm mà tôi bán online. Ở đây tôi được làm việc với những người thợ thân thiện, có nhà máy, nguyên liệu tốt. Về mặt giấy tờ, luật lệ thì mọi thứ đều rõ ràng. Và Việt Nam rất khuyến khích tạo điều kiện cho người nước ngoài đến đầu tư. Hiện chiếc khóa Make in Vietnam của Robert đã đến tay được người tiêu dùng tại 14 quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Đức. Và vào cuối tháng 7 này, sản phẩm cũng sẽ chính thức được bày bán trên trang web thương mại điện tử Amazon.